290 mấy vô luôn hả? Ghê vậy? Ghê chưa? Để em thay pin nha. Đây này, nó yếu pin nó đang đòn 290 mấy 300 vô luôn. Ghê chưa? Ghê thiệt đi chứ. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay em giới thiệu mọi người một số cái model máy ăn kìm số nha các bác. Đó thì nay em chỉ giới thiệu máy kìm số thôi. Còn những cái máy kìm kim giống kiểu vậy này, máy kìm mini thì em để cái video sau nha các bác. Đấy, đây những cái máy kìm máy kìm kim nha. Đấy, để những cái video sau thì em cho anh thế này. Đó thì cái video này em chỉ có giới thiệu máy kìm số thôi. Đấy, nó cũng gần đủ các model đấy các bác. Này 3262 thì 3262 số 1 cũng tương tự nhau. Rồi số 4 này, 3265 này, rồi 3281, 3282 này. Rồi 84 này, 85 này. Đấy, rồi Sanoa này, Kaiser này, đó nó cũng nhiều thể loại đúng không các bác. Thì em làm cái video này để dụ mà các bác có hỏi em về em kìm cái loại nào này nào ấy thì em sẽ gửi cái video này để cho các bác coi nha. Đấy thì tại vì cái những cái model này em cũng thường về. Đấy thì giả dụ như mà cái này là em lên video mà em bán rồi thì khi mà các bác hỏi em có cái video tương tự em có cái máy kìm tương tự cũng 3264. Đấy hoặc là 3265, tức là nó nhiều cái về lần nó mấy cái, giả dụ hai ba cái này, hai ba cái này ha. Thì cái video bán hết em sẽ, nếu các bác gọi thì hỏi thì em sẽ gửi em cái hình của cái máy kìm khác thì các bác coi được thì là các bác mua nha. Chứ tại vì nhiều khi em lên cái video này chỉ mỗi video nên có cái nên có loại thôi. Đấy thì các bác mua cái nào thì cũng cái trên video bán rồi, nhưng mà còn những cái chưa lên video ấy, thì em sẽ gửi qua Zalo cho các bác coi ưng thì là các bác chốt nhá. Đấy thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một số model này để cho các bác cân nhắc, nó cũng đủ các tầm giá tiền. Ví dụ như cái này thì tầm 1,1 triệu này. Rồi cái này chỉ có đo AC thôi nha, đo AC rồi đo ohm, đo vôn nha. Đấy còn cái này thì có cả đo DC nha, ampere DC đó. Đấy rồi AC DC nó cũng nhiều thể loại nha. Đấy thì em sẽ test từng cái một để cho các bác coi nha, để cho các bác so sánh, các bác cân nhắc nếu như các bác mua cái nào để phù hợp với công việc của các bác nha. Đấy rồi thì đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác một cái model Yuki này 3262 nha. Số 1, số 2 cũng tương tự nhau. Đấy nó xem nhau thôi, giá tiền cũng vậy, xem đó. Cái này cũng có hộp đầy đủ nha các bác. Đấy cái này là mã số 1 nhá, 1,1 triệu. Đó thì đợt này nó về được rất nhiều mà kìm cho nên là nó có giá tốt hơn chút, chứ bình thường như những cái này thì nó tầm 1,2 triệu, 1,3 triệu này. Đấy rồi những cái này nó tới 4 triệu hơn, nhưng nay cái nào cũng rẻ tại vì đợt em nhập số lượng thì là nó có giá tốt hơn. Đấy rồi thì cái này nó là gồm máy, hộp và dây nha, dây. Đấy thì rồi cái dây nha, dây thì cái dây nó trong máy này thì nó là cái dây này. Đấy còn mỗi máy nó một cái kiểu dây nha các bác. Dây này rồi hướng dẫn này. Đấy hướng dẫn này. Đấy hộp, máy, dây hướng dẫn này nha. Rồi đấy thì cái kìm model 3262 này thì nó có những cái tính năng là chỉ có đo AC các bác, không đo DC nha các bác chú ý nha. Rồi đo vôn này, đo vôn này, đo ampere, đo ohm, đo nhiệt độ. Đấy rồi cái này thì nó đo được ampere là tới 1000A nha các bác, ampere tới 1000A, đo vôn cũng tới 1000V luôn. Rồi đo ohm, đo nhiệt độ. Đấy thì mỗi cái một cái tính năng khác nhau thì tùy theo cái công việc của mình các bác cân nhắc mua cái nào. Ví dụ các bác không cần đo DC thì các bác mua cái này là ok. Đó cái này là chỉ có AC nhá. Đấy thì đây là các bác coi qua một sơ qua một vòng nhá. Đấy rồi em sẽ tháo bên trong, em mà test xong em sẽ tháo bên trong để các bác coi. Đây là tháo luôn nha, tất cả là đều là của Nhật hết nhá các bác, Nhật đã qua sử dụng nha. Rồi đấy cái này nó dùng một cục pin 9V, đây vẫn còn pin nhìn nữa này. Đó đây cầu chì này, hai cầu chì này. Đấy cái này còn rất đẹp đấy các bác. Thì em nói chung em chỉ tháo đây thôi, còn cái phần nữa thì nói chung cũng tháo được, nhưng mà tại vì nó rất nhiều cái này cho nên em chỉ tháo sơ qua thôi. Còn nếu như các bác mua hàng em bao zin nhé các bác, bao zin khi mà các bác mua thì em sẽ dán tem nha, dán tem bao zin cho các bác. Đấy nếu như mà các bác về các bác thấy là không zin thì các bác gọi điện báo em, các bác gửi lại em nha. Đấy em bao zin luôn. Rồi thì em sẽ test nha. Rồi đây cái này con này chỉ đo AC đấy nha các bác. Đấy rồi thì dây nó ở đây, em lấy cái dây em sẵn em test cho nó nhanh. Rồi đầu ôm nha, đầu ôm các bác cắm một cổng đen vào đây đó, rồi cổng đỏ sang bên này. Đấy rồi đầu ôm nó chỉ là nó thông mạch thôi các bác, như thế này. Rồi đó, ví dụ chặt hai kim với nhau đó, nó lên nha.
lên ôm, nó chỉ là thông mạch thôi. Rồi đó là tính năng đo ôm nha. Hay còn đo điện nha, đo điện đấy, đo điện AC các bác gạt sang cái nút vô này nha. Rồi đo điện các bác rút cái thang ôm này ra, chuyển sang bên này nha. Đấy, chuyển sang bên điện nha, chứ các bác để bên này bác đo ôm rồi nó sẽ cháy nha. Rồi đó này, rồi em test điện nha. Đây rồi đó, điện đang là 232V nha các bác. Đấy, 232V nha. Này 232 nha. Rồi hai cái đúng nha các bác. Đấy, máy nhà tiếng rất chuẩn. Rồi. Đó, đó là cái điện. Rồi điện volt. Rồi giờ cái ampere nha các bác. Đó, cái ampere này. Rồi ampere các bác gạt vào cái đất giữa, cái đất ampere này. Đấy, ampere này. Đấy. Cái này thì nó có hai cái để đo ampere nha các bác. Nếu mà các bác đo cái dòng ở dưới 10A thì bác ấn cái này nha. Đấy, nó có chữ 10A thì bác ấn là nó sẽ đo cái dòng dưới 10A, là nó lấy cái chỉ số nhỏ chuẩn. Còn trên 10A thì bác nhả nó ra nha. Đấy, dù dòng test cái máy sấy em khoảng chừng 4A. Đấy, thì em sẽ ấn cái này nha. Rồi đây sẽ test nha. Rồi đấy, này thì hơi khó. Rồi đem kẹp vào đây cho các bác thử cũng dễ. Giờ đang nhiều đồ này nha, nó ít cái chỗ để mình coi. Rồi đây các bác coi nha, hai cái đồng hồ ampere đây nha. Thì cái máy sấy nó khoảng 4A nha, 4A, nhưng mà những cái máy điện tử này thì nó hơn 4A, nó là 4.1 hoặc 4.2 nha. Những máy điện tử bây giờ nó cao hơn máy kim. Rồi em bật nha. Đấy, rồi tắt nha, lại nha các bác. Rồi rồi ok nha. Đấy, đó, khoảng 4.1, 4.2 nha. Rồi đó, cho đúng nha các bác. Rồi tắt này. Đấy, còn cái dòng trên 12 các bác nhả này nha. Đó, nó vậy thôi ha. Các bác chú ý là những cái máy kìm này nha. Nếu như mà các bác mà bật lên mà thấy nó báo cái chữ B đây là nó yếu pin nha. Nó có chữ B đây, nó báo mà chữ B nó yếu pin nha, thì các bác phải thay pin. Nhưng mà không có để yếu pin nó không có chuẩn nha các bác. Nó không có chuẩn đâu. Đấy, tắt nha. Rồi đấy, model nha. Cái này là một mã số 1, 1.1 nha. Rồi, nó gồm máy, hộp và dây nha, hướng dẫn nha. Đó, đây dây của nó nha. Rồi rồi tiếp theo là mã số 2. Đấy, số 2 là một chiếc em là kìm Hiyuki, model là 3264 nhé, 3264. Đó, chiếc này thì đo được AC và DC. Đấy, em nói riêng tính năng của từng cái nhé, để cho các bác cân nhắc vào những cái công việc của mình nha. Rồi cái này thì các bác bật lên. Đấy, rồi cái này nó đo được ampere AC và ampere DC nhé các bác. Đấy, nó chỉ đo được ampere AC và DC nha, đo volt AC và DC, nó không có đo ohm nhé các bác. Cái này không có đo ohm, không có đo thông mạch nha các bác chú ý. Đấy, rồi đây modem 3284. Đấy, rồi nó đo được DCA là tới 100A, ACA tới 100A nhé các bác. Cái này nó đo chỉ được tới 100 thôi nha. Đấy, các bác chú ý cân nhắc ở công việc của mình nha. Đấy, rồi nó đo được DCV là 1000V, ACV là 750, rồi đo tần số là 1000Hz. Đấy, tần số 1000Hz nha, nó đo được tần số là tới 1000Hz nha các bác. Đấy, đây là những cái tính năng của nó này. Đấy, các bác coi nha. Rồi để mà tháo sơ qua một ít bên trong nó coi. Đấy, này nó dùng cục pin 9V. Rồi đó, đây là phần bên trong. Còn tháo sâu nữa thì nó lại liên quan đến bên này, nó lắp vào rất lâu. Đây là hôm nay em nhiều rồi, cũng sẽ không tháo, em bao zin nhé. Các bác yên tâm, em bao zin. Khi mà các bác mua, các bác cần em tháo bên trong, em quay phim chụp hình tháo cho các bác. Đấy, còn hôm nay em chỉ có tháo sơ, như là em sẽ test cho nó nhanh. Rồi đấy, các bác chú ý nha. Cái này là đo tới 100A nha, đo AC và DC. Đấy, phục vụ cho các bác dùng những cái sửa chữa, các bác dùng gia đình, các bác dùng sửa chữa những cái dòng nó nhỏ từ 100A đổ lại nha, 100A đổ lại nha. Đấy, cái này thì nó bao gồm máy hộp và dây. Cái này là mã số 2, 1.5 triệu nhá. Đấy, rồi máy hộp và dây. Đó, đây là dây nhá, dây là dây Nhật mới nha các bác, dây Nhật mới. Đó, cắm vào đây, dây Nhật mới, hoặc cái dạng như cái dây mà em test ấy, như dây em test máy ấy, nó giống như vậy luôn ha. Tại vì khi nó về thì nó không có dây, nên mình sẽ em sẽ kèo cái dây Nhật mới vào. Đấy, rồi cái này khi mà các bác mà bật cái nó lên cái chỉ số như này này,
đấy, tức là nó đang lưu chỉ số cũ. Các bác xóa nó đi nha, rồi ấn này nó xóa nó hết này. Đấy, cái máy xóa nó hết nha. Rồi bây giờ em sẽ test những cái tính năng đo đồng vôn trước nha. Đồng vôn này đấy. Rồi cái này thì nó không có đo ôm cho nên là mình không có sợ đo nhầm. Giả dụ mình đo AC, DC cắm nộp vào nhau nó không có sao đâu, không có sợ cháy đâu. Chỉ có đang ở cái thang đo ôm mà mình đo điện thì nó sẽ cháy thôi. Chứ còn đang ở cái thang đo DC mà đo AC cũng không sợ. Rồi, giờ em sẽ test vôn nhé, vôn nó gạt như này. Rồi, đây nó có chữ vôn DC. Còn AC thì gạt này. Đấy, AC gạt này nha. Còn DC gạt này. Đấy, rồi đo DC nha. DC thì đây em lấy cục pin đo này. Đấy, cục pin này 9V này. 9,7. Rồi, 9,7 này. Đấy, 9,7, 9,6 nhé. Rồi nó DC nhá. Rồi nó AC nó gạt nhá. Đấy, gạt xuống này. Nó AC này. Rồi. Đấy, 231V nha. Đó. Đây điện này. 231 này. Thấy không? Đó, 231 nhá. Rồi ok. Rồi, nó điện xong nhá các bác. Các bạn nó chỉ có đo điện AC DC không có đo ôm nhá các bác. Đấy, các bác chú ý là nó không có đo ôm. Rồi, ampe nó đo tới 100 ampe. Đấy. Rồi em sẽ test ampe nhé các bác. Rồi test AC này. Đấy, AC thì gạt lên đây nhé. Rồi. Rồi. Rồi đó. Các bác nhìn nha. Thì nó cứ khoảng 4.1, 4.2 A thôi nha. Nó chỉ có cái máy cháy thôi. Đấy. Đó, tắt nhé, bật lại nhé. Rồi. Đấy, ok nha, đó là đo ampe AC nhá. Rồi còn bây giờ là đo ampe DC này. DC thì em sẽ lấy cái máy khoan. Máy vít, bắn vít. Vít. Rồi. Cái này thì em vẫn test bình thường là nó khoảng 3,5 A. Đấy, nó 3,5 A nha các bác. Rồi, DC gạt sang DC. Cái này nó khoảng 3,5A nha các bác. Em sẽ lấy một cái mình kiểm nữa để cho các bác so sánh. À, cái này 82. Đây, lấy còn 84. Đấy, còn 84. Rồi, vào ampe. Đây luôn. Rồi. Rồi, các bác chú ý nha. Hai cái để các bác so sánh nha. Rồi, bật này. Đấy, 36 này. Tắt này, bên này nhé. Đấy. Đấy, ok chưa? Các em thì nó cứ hơn 3. Đấy. Rồi, đầy đủ mọi tính năng nhé các bác. Đấy, test AC, DC, test vôn đầy đủ. Đó. Rồi, bao gồm máy này. Tắt này. Máy hộp và dây nha. Máy hộp và dây. Đấy. Rồi. Cái này mã số 2 1,5 triệu nha các bác. 1,5 triệu. Đấy. Đầy đủ mọi tính năng. Rồi, em tắt bật cái điện cho nó tối quá. Rồi, một cái ampe kìm tiếp theo nha các bác. Chiếc này cũng là Hioki model là 3265, 3265 nha. Đấy, cái này là đời sau của cái đời kia. Rồi cái này thì nó đo được cái dải rộng hơn. Rộng hơn cái kia. Đấy, tức là nó đo tới ampe là tới 1000 ampe nha các bác. Rồi. Mã số 3 là 1,5 triệu nhá. Cái này không có hộp nha các bác. Cái này không có hộp, cái này chỉ có máy và dây như này thôi. 1,5 triệu. Có hộp nó đắt tiền hơn đấy nhưng mà nó không có hộp. Nó về không có hộp. Rồi, mã số 3 1,5 triệu. Đó, cái này thì nó đo được đây. Nó đo được DCA tới 1000A, ACA tới 1000. Rồi. Tần số tới 1000 hẹt. Đấy, DC vôn 1000 vôn, AC vôn là 750 vôn nha. Đó, cái này thì nó đo là cái hơn cái kia là dài rộng hơn là tới ngày nay, cái kia chỉ tới 100 thôi, còn mọi cái chức năng thì nó như nhau hết. Đấy, rồi bật đây. Đó, cũng đo AC DC giống cái kia nha. Rồi, rồi để em test nha các bác. Đây, lấy đây.
rồi cộng trừ cũng giống vậy luôn đó. Rồi chắc luôn, nếu bác gạt thêm bên này đấy, luôn nha. Rồi em nó vô này, nó vô DC nhé, con này 9V 9.7 này đấy, 9.7 nhá. Rồi ok, rồi AC nhé, AC nó gạt thêm bên này nhé. À chắc quên, gạt này lên nhé, đấy gạt lên nhá. Rồi AC này đó, 229V nha, 30 nha, đấy 9 30 nha. Rồi rồi đo điện nha, đấy. Rồi tiếp theo là ampere nha các bác, ampere thì các bác gạt thêm bên này đó, gạt bên này nha. Rồi để mà đo DC trước em bỏ cái này cho rộng. Rồi đo DC này, đấy DC nó lên cái giá trị này nó xóa đi nha. Rồi xóa đi, đấy đo DC nha. Rồi đây các bác coi nha, 3.5 ha. Đấy, ok nha. Rồi, đó là DC. DC rồi cho nó xuống. Đó, hôm nay nó test cả DC AC cho nên nó phải nhiều cái đồ test, nó cũng hơi nhẹ nhàng chứ các bác. Rồi test AC nha các bác. Đấy, rồi test AC nha các bác. Rồi AC gạt xuống đây. Đấy. Rồi. Đấy, cho đây. Rồi đó các bác chú ý hai cái này nha. Đó thì là cái máy sấy khoảng vút nó 1A thôi. Rồi bật nha các bác. Đấy. Tắt này. Tại vì cái này nó là cái giải, nó giải nó có cái giải cao 100.000A cho nên nó sẽ có số 0 đằng trước nhá. Đấy, nên bật lại các bác. 4.1 này. 4.16 này. Đấy. Cái này nó thuộc cái dạng giải cao đấy, cho nên là nó cái hiển thị cái số sau nó chỉ là 4.1 thôi, tức nó không lên được cái số 6 đằng sau nữa nha các bác. Đấy, giả dụ như cái nhỏ mà mình có cái giả dụ cái 3 2 số 4 thì nó hiện là cái số đuôi đằng sau, còn cái này là cái giải cao, giải cao nó hiện 4.1 đấy. Cái này là phục vụ cho các bác dùng những cái dòng giải cao, giải cao nha. Đấy, mỗi cái một cái chức năng khác nhau các bạn. Rồi đó, tắt này. Rồi đầy đủ mọi chức năng nha các bác. Đấy, bao zin luôn. Rồi cái này mã số 3 1.1 nha, bao gồm máy và dây như này nha, không có hộp nha các bác, quý là không có hộp nha, tùy tất cả những cái có mỗi cái này không có hộp thôi, để cái hộp nó to lắm nó không vừa nha, còn đâu mấy cái này có hộp hết. Đấy, có hộp thì nó cao hơn tiền xíu, cái này nó không có hộp thằng nha, nó cũng rẻ hơn. Đấy, còn những cái này nếu như các bác là không lấy hộp nha, trừ đi 150 nha, những cái này cứ không lấy hộp trừ 150. Đấy, còn giả dụ cái này có hộp thì cộng thêm 150 nữa đấy, nhưng mà cái hộp nó không có vừa, cái này nó có dùng cái hộp to rồi. Đấy. Đấy, còn những cái máy như này nha, cứ các bác cứ không lấy hộp cứ trừ 150. Đấy, là những cái này cứ không nó hộp chữ 150. Đấy, có nhiều bác thì cần hộp, có nhiều bác không cần. Rồi, tiếp theo thì là một chiếc đồng hồ Hiuki. Model 3281 nha các bác. Đấy, cái này là cái dòng cao cấp của Hiuki, đầu 8 nha. Cái hai còn lấy là đầu 6. Đấy, 3261 cái này 3281. Đấy. Cái này là cái dòng cao cấp nha, cao cấp của Hiuki nha. Đấy, nó có những cái tính năng cao cấp nha. Đấy, tính năng cao cấp này. Rồi cái này thì nó chỉ đo AC thôi nha các bác. Cái này chỉ đo AC thôi, không có đo DC. Đấy, nó đo ampere AC này, đo volt AC này, rồi đo tần số này, đo ohm này. Đấy, đo ohm, đo thông mạch này, đo nhiệt độ này. Trời, những cái giá trị lớn thì nhỏ rồi là những cái tính năng cao cấp là đều có hết trong cái ampere kiểm này, nó chỉ không có cái là đo DC thôi. Cái DC thì phải là 3284 3285 kìa. Đấy, còn cái này là 3281 thì nó là chỉ có đo AC, đo ohm, đo thông mạch thôi. Đấy. Rồi. Cái này thì bữa trước em có bán 1.500.000 rồi, mà có bác kia bác cái chốt mà bác cái này cuối cùng là bác cái này thôi, bác không lấy nữa. Đấy, thì nên là cái video này em sẽ giảm 100.000 rồi, không có lái nữa, là 1.400.000 nhé các bác. Đấy, đây đợt trước này em bán 1.500.000 này mà bác kia bác chốt rồi cuối cùng bác thôi, bác không lấy nữa. Đấy, thì cái video này em sẽ giảm 100.000 còn 1.400.000 nhé các bác. Đấy, cái này thì bao gồm máy và dây như này. Máy và dây Hiuki nha. Đấy, dây Hiuki nha. Đó, máy dây hộp như này. Đấy, bác nào mà mua không cần dùng cái đo, không cần dùng cái đo DC mua này rất ok này. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi. Đấy, đo ôm, đo thông mạch, đo đi thông mạch được hết. Đấy, rồi em sẽ test nha. Rồi. Đây thì các bác bật lên này, nút bật cái này. Đó, bật cái nó báo ở đây là 3281. Đấy, ok chưa? Rồi, đo thì đây, cổng đen các bác cắm ở đây. Đấy, cổng đỏ cắm ở đây. Rồi. Giờ để em đo tính năng
nó thông mạch, nó ôm trước nha. Đấy, nó ôm, ấn ở đây là nó ôm này, ôm này chỉ là thông mạch thôi. Rồi lên này, đấy lên này. Máy cái này đồng hồ ampe thì nó ôm, nó không có chuẩn máy đâu, nó không chuẩn bằng đồng hồ nó chuyên, nó vun đâu. Rồi đấy, mười mấy ôm này, 11, 12, 11 ôm này, cái này 10 ôm, nó 11 ôm này. Đó à, nó 11 này, 11, đấy 11 nha. Đấy, nó ôm thì nó đo vậy. Rồi còn đo thông mạch này, thông mạch có tiếng bít này. Đấy, thông mạch có tiếng bít, có quả bít, quả bít bé bé đó. Đấy, quả bít bé bé, các bạn nghe chưa, bít bít bé bé. Rồi đo nhiệt độ này. Đó, nhiệt độ cái này nó phải có cái kết nối nhiệt độ ở đây. Rồi độ C, độ F. Rồi đo điện nữa các bác, đo điện, đo vôn này. Đấy, đo vôn AC nhá, vôn ấn trong vôn này. Rồi đấy, 230 V, đang 230 này, 229 này, 230 này, đấy, 230 nha, đó nó vô. Rồi ok nha. Rồi nó vô nha, đấy, vô AC đây nha các bác. Rồi vô được tần số đầy đủ hết. Rồi đo ăn ampe, rồi đo ampe nha các bác, đấy ampe kẹp ở đây. Rồi đó, các bác nhìn hai cái này nha, thì nó lại cứ khoảng 4 cho đến 4.1 A thôi đó. Rồi cái này nha, mặt này 4.7, có được 6 đó, tắt này, mặt nha, 4.7 rồi đó, 4.1 cái này, 4.1 đó, 4.13 thì 4 à, hai cái giống nhau nhé. Tắt bật này, đấy. Rồi ok, đầy đủ mọi tính năng nha các bác. Đó rồi tắt này, đấy nhất ok. Mã số 4 1.4 nha các bác. Đấy, mua cái đợt này là rẻ 100.000 này. Đấy, đợt trước là bán 1.5 rồi, nhưng đợt này là 1.4 này. Đấy, tại bác kia ông đặt mà bác không lấy. Nói chung là cái máy kìm thì đợt này em nhập được số lượng nhiều cho nên là nó có giá tốt hơn. Đấy, các bác mua, bác nào mà đang muốn mua máy kìm thì tranh thủ mua cái đợt này, nó cũng đang giá đang rẻ nha các bác. Đấy, dây nhá, dây là dây Hilki, dây zin Hilki nhá, rất đẹp. Đó. Rồi. Rồi, đấy. Mã số 4 1.4. Rồi ok. Rồi tiếp theo là mã số 5. Đấy, số 5 là một chiếc camera kìm rất đẹp nha các bác. Camera kìm Hilki model 3282 nha. Đấy, 82 nha. Đời sau cái đời 81 nha. Đấy, nó nhìn rất đẹp này, con này rất đẹp nha các bác. Con này mới về rất đẹp. Đấy. Đấy, con này thì cũng chỉ đo AC đấy nha các bác. Đấy, 81, 82 đo AC. 84, 85 là đo DC, tức là đo cả AC và DC đó. Rồi, đó con này thì còn rất đẹp, em nhìn thấy rất đẹp đấy các bác này. Con này rất đẹp luôn. Đấy, con này mã số 5 1.7 nha các bác. 1.7. Đấy, bác nào mua con này rất ok này. Máy dây hộp này hướng dẫn này. Đấy, dây này hướng dẫn này. Đấy. Rồi, để em bật nha. Con này thì nhìn rất đẹp. Con này em chưa test luôn, tại nhìn nó còn đẹp chưa test luôn. À, hiếu pin nha. Đây nha các bác, thấy nó hiếu pin này. Nó báo chữ B này là hiếu pin nha. Đấy các bác quý nha. Đây. Hiếu pin thì đa số là đo nên sẽ không có chuẩn đâu. Đấy các bác thấy không? Báo chữ B là hiếu pin. Ở cái ampe hay là cái đồng hồ đo vôn của bác thấy cái báo chữ B này là đang hiếu pin. Đang hiếu pin thì có khả năng đo đấy, cái tỷ lệ không chuẩn rất cao. Đấy em để test thử coi cho nó có chuẩn không nha. Không chuẩn em thay pin nữa. Đấy, máy dây này. Đấy, thì dây thì em cứ lấy cái dây đang em test thôi. Cái dây này em vẫn test này nữa là lấy ra. Này em bán 80.000 cặp này. Đó, dây này dây rất tốt, nội trợ rất thấp nha các bác. Đấy, các bác cứ mua cái dây đa năng này về, dây chống cháy, chống gãy gập này. 80.000 cặp. Về dùng rất ok. Đấy. Rồi, em test này. Đấy, luôn. 290 mấy vôn luôn hả? Ghê hả? Ghê chưa? Để em thay pin nha. Đây này, yếu pin nó đang đo được 290 mấy 300 vôn luôn. Ghê chưa? Ghê thiệt đấy chứ. Thay pin nha.
thay pin em xem nó có gì khác nữa đó. Đấy là pin của nó này. Thay pin này. Đây là Fujitsu. Mấy cái pin thay này. Thay pin Bala. Bala mới. Máy em bán toàn thay pin Bala. Pin Bala nó bẹt. Đấy lắp vào. À, bật lên là nó hết báo dấu pin luôn. Đấy thấy không? Nó không báo dấu pin nữa nha. Rồi để em đo điện cho nó đúng không nha. Đo lại nha. Đấy, đo điện đúng luôn, 230 luôn. Thấy không? Để em xoáy lại, xoáy lại không rơi pin. Rồi đây nhá các bác, đấy vừa rồi nó yếu pin nha, nó yếu pin là đo nó sai nha, nó tới 290V luôn. Đấy bây giờ mình lắp pin mới rồi nha, đấy đo chuẩn luôn 230V. 229 30, ok chưa? 230 230, thấy không? Nó mà yếu pin một cái là nó đo sai dần, cho nên các bác chú ý nha, các bác dùng đồ các bác chú ý nha, yếu pin là nó đo sai, nó có chuẩn không? Đấy thấy chưa? 290 đó, yếu pin nó sẽ đo sai nhưng mà đấy. Rồi thế còn là đo ôm nha, đo ôm thì đây, đấy, ôm thì nó chỉ là thông mạch thôi, đấy ôm thì thông mạch thôi. Rồi đo ôm đo thông mạch của tiếng bit này. Đó, cái tiếng bit đó, đó thấy không? Đó, tiếng bit nhỏ nha. Rồi. Đo chết tự nhiên chết thì mình tắt đi rồi. Rồi để bật lại nha các bác. Đó. Rồi. Điện xong rồi nha. Giờ đến 5 ampe nha các bác. Cái này thì nó chỉ đo là 5 ampe AC thôi nha. Rồi ampe, đây ampe này. Đo AC này. Quên thì sớm mình không để nó dấu pin nó ampe thử. Rồi, các bác nhìn hai cái này nha. Để bật nha. Đấy, nó khoảng 4A nha, hơn 4A xíu nha. À, bật lại này. Đấy, ok nha. Đây còn đo tần số nha các bác, tần số các bác đo cứ kèm bên các bác ấn tần số này. Là nó sẽ lên tần số luôn. Tần số nha, bật này. Đấy, 5 này nha. Đó, tần số nha. Đó, cái đó là tần số nha các bác. Rồi, tắt. Đấy, một chiếc camera kìm rất đẹp nha, Hiyuki. Cái này đời 1999, model này 1999 này. Đấy, đời 1999. Đấy, đầy đủ, rất đẹp. Đây, pin. Đấy, pin nó các bác làm kỷ niệm. Rồi. Đây, pin ở đây. Dây cũng dây zin Hiyuki nhá. Đấy, dây zin. Cái này rất đẹp nha các bác. Đấy, bác nào mua dùng cái này này, vừa dùng vừa sưu tầm này, rất đẹp. Mã số 5 1.7 nha. Rồi, 1.7 nha các bác. Cái vỏ nó đẹp luôn. Ơi, tiếp theo là mã số 6 này. Đấy, số 6 là một chiếc camera kìm của Sanwa nha. Camera kìm này là camera kìm đa năng đấy. Con này là đo được ampere AC DC này. Rồi là đo ôm này, đo diode này, đo thông mạch này. Đấy. Cái này rất ok đấy. Rồi, cái này thì đấy cái này nó Sanwa Japan nha. Đây Japan ở trong này nè các bác. Đấy nó ghi chữ Japan ở trong này nha. Đó, Japan nha. Tem mác ở trong này. Này thay pin rồi. Cái này thì ở trong của nó có hai cái niêm phong bằng nhựa này này. Người ta chưa có tháo này, em cũng không tháo được nha. Đấy, nếu như mà hai cái nhựa này tháo ra cái là mất dấu vết nè. Đấy. Đây này các bác nhìn nó có hai cái chốt nhựa này. Đấy, nếu mà tháo ra lôi ra cái là nhìn cái đây là nó sẽ cắt ra ngay. Đấy, cho nên là cái này là chưa tháo cho nên em cũng chưa không có tháo nữa. Vẫn để zin của nó. Đấy. Rồi, lắp lại. Rồi, cái này thì nó đo được ampere AC và DC. Đấy. AC và DC tới 2000A nha. Đấy cái này giải rất rộng nha. Đo tới 2000A luôn. Này. Ampere AC DC tới 2000 này. Đấy, 2000A luôn. Nghe chưa? Rồi, nó đo được volt. DC là 1000V, AC là 750V. Đấy, hai cái giải. Nó có cái giải này, giải đo này, 200A này,
2000 A này, rồi 200V này, 1000V này. Đấy. Rồi đo được cả dải 20V DC nữa. Đấy, rồi là 1500 ohm này. Rồi 200 ohm này. Đấy, nó rất nhiều dải rộng nhá. Rất nhiều dải. Cái này của Sala nha các bác. Đấy, cái này nó còn rất đẹp đây, cái này nó còn cái siêu chưa bóc nhá chứ không phải là nó gì nha. Cái này là cái siêu người ta chưa bóc nha này. Đấy, nó về nó bóc nha. Bóc này trong rất mới nhá. Đấy, thấy chưa? Bóc này là trong rất mới đó, em để vậy thôi, về có bóc nhá. Đấy. Rồi thì cái này nó còn máy này. Máy này, hộp này. Hộp của nó đây nha. Đấy, cái này là mã số 6 2 triệu nha. Nó cái kìm đang lăng ở dây nhá, dây của nó thì dùng cái dây này. Đấy, dây nha. Nó cái trọc này này. Đấy, dây này. Rồi, hộp hết, hộp máy và dây này. Đấy. Rồi thì em sẽ test những cái tính năng của nó nha các bác. Rồi đầu tiên là test ôm trước đi. Đấy, gọn này. Ôm này, để 200 ôm. Đây, lại làm lại cái dây này. Dây này thì chơi tuốt. Cứ cái loại mà chân to là cái nào cắm hết. Rồi, cổng com thì các bác cắm vào đây. Đấy, cổng com cắm vào đây. Nó ôm này cắm cái này nha các bác, nó vôn cắm cái này. Rồi, nó ôm. Ôm. Lên, đấy, này luôn, thấy không? Rồi. Con này 10 ôm này. Đấy, 10.4. Con này nó ôm chuẩn luôn đó rồi. Để zoom lại nhá. Con này nó ôm chuẩn luôn nha. Này nó ôm con này 10 ôm này. Đấy, 10.4 ôm này. Ok à. Đấy, ampe kìm mà nó ôm chuẩn nó hơi hiếm lắm các bác. Đấy, chứ ampe kìm nó thiên về ampe mà nó ôm chuẩn là hiếm lắm ạ. Rồi nó ôm nha. Nó điện này, rút sang cái này, cắm cái này. Đấy, nó điện nha. Nó điện thì đo đây. Đo diode á, là đo diode. Rồi đo mini volt. Đấy, thôi diode thì đơn giản rồi. Nó diode này. Diode xem nào. Không, diode cắm bên này. Đấy mà. Đấy, lên nha. Rồi, bên này không lên này, bên này lên này. Đấy, diode nha. Rồi, nút này. Nó volt. Để sang 200V này. Rồi, coi nha. Cái này đang là AC nha quá. Đang là AC, tí em chuyển sang DC. Rồi, để 750V này. Loa đang là loa AC này, nó ký hiệu AC. Thì đây là AC đây nhá, còn DC là cái đầu này nhá các bác. DC là đầu này, AC là đầu này. Đầu này đo AC và đo ôm này, còn đầu này đo DC này. Lát em sẽ đo AC trước. Rồi. Rồi 231V. Cái này rất chuẩn, 231 này. Và nó là cái đồng hồ rất chuẩn luôn các bác. Cái con Sanwa này nó đo ampe kìm đa năng mà nó chuẩn các chỉ số luôn. Nó thiên về ampe mà nó đo ôm cũng chuẩn, đo điện chuẩn luôn. Thấy không? 231. Đó, cái này rất ok. Đấy, 231 này. Rồi đo điện này nha. Đo DC. Rồi DC nữa các bạn, lại cái lắc này. Đấy. Đấy, DC này, đây nó có ký hiệu DC, nó cũng ký hiệu DC ở đây. Rồi DC này, cái này 9.7V này. 9.66 nhá. 9.66 nhá. Cái này là cái siêu nữa các bác, về bóc nhá. Đấy. 9.66 nhá, ok nhá, chuẩn luôn nha. Rồi để DC 200 coi. Đấy, 200 ra 9.7 luôn. Ơi, cái này chuẩn cực kỳ luôn các bác ơi. Phải nói là cái đồng hồ này rất ok, rất đáng đồng tiền nha. Rồi DC, rồi DC AC xong hết rồi. Rồi em sẽ test ampe nha. Test ampe nha. Rồi. Cho qua đây. Để test test ampe đây để giải 200 nha. AC để giải 200 ampe. Xem nào. Rồi. Test AC. Rồi AC nha. AC. Đấy, kẹp đây. Ok chưa? Rồi, các bác nhìn ACA nha, hai cái ACA nha. Cái này 4A chắc nó khoảng 4.1 nha, điện tử thường thường nó là 4.1. Đấy, 4.1 này. Thấy không? Ok chưa? 4.16 với 1. Đấy. Đó, 4.1 nha, cái này 4.1 nha. Ok chưa? Tại vì mình để cái giải 200 thì cái này nó lên cái số nhỏ sau cùng, cái này nó chỉ lên được 4.1 thôi. Không nó có được cái số sau số 1 nữa. Nó là cái giải cao mà nha, bật lại nhé. Đấy, rất ok nha các bác. Đấy, cái này ampe kìm đa năng rất ok luôn. Rồi. SDC. DC cho cái này vào đây. Đấy, DC để các bác quay lại cái bên DC đây nhá. Đây nó là AC này.
ACA này, DCA này, còn đây. Đấy, DCA nha, DCA này. Rồi cái DC này thì bây giờ chưa test mà nó lên 0.1.3 rồi. Đấy, tức là cái này nó có một cái chỉnh này, chỉnh đồng hồ, chỉnh về không nha, nó giống như là cái đồng hồ vạn năng của mình mà mình chỉnh nó về không đó. Đây, giờ mình sẽ phải chỉnh nó về không. Và nó về không nha. Đấy. Đây, nó chỉnh này, đấy, chỉnh như về không. Giống như đồng hồ vạn năng nha. Mà mình chỉnh kim ấy, đồng hồ vạn năng đấy, chỉnh về không nha, đáng đo nha, nó chuẩn nha. Chứ mà các bác cứ để như kia đo nó sai nha. Đấy, chỉnh về không rồi nha. Rồi bây giờ test này. Thì các bác thấy vừa nãy giờ test cái này nó là khoảng hơn 3 đó nha. Để tí em lấy cái kim so sánh cho các. Đấy. Rồi, mặt chất á, làm phát á. Đấy, 3.3 có 2 giờ. Rồi, thử lại này. Cho cái em này em vào. Đấy, cho các bác so sánh nha. Zalo, 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 Zalo. Rồi, ok nha, bật này. Đấy, 3.3, 3.4, 3.4 này, 3.4 này. Ok nha. Đấy. Rồi, ok. Đầy đủ mọi chức năng, không sai một tí nào cả. Chiếc camera tìm ra lăng. Phải nói là cái này rất đáng đồng tiền để các bác mua. 2.1 luôn. Đấy, các bác. 2.1 luôn. Đo một chiếc đồng hồ vạn năng và một chiếc đồng hồ vạn kìm, hai cái kết hợp thành một. Đấy, rất tiện lợi. Cái này nút ra giữ giá trị thôi. Đấy. Rồi, DCAC đủ loại. Cái nào cũng đúng luôn. Đúng rồi, Sanoa làm ok thật. Tắt thì các bác xoay cái nút vàng nha. Đấy, về đây là tắt nha. Đấy, rất ok. Rồi, mỏ rất to, mỏ kẹp rất to nha. Đấy. Mỏ kẹp rất to. Rồi, một chiếc camera kìm Sanoa của Nhật nha. Sanoa Nhật nha, Japan nha. Đấy, Japan ở đây. Rất ok. Rồi. Mã số 6 2 triệu. Đấy. Con này là rất ok đấy. Các nào mà mua mà muốn một chiếc camera kìm đa năng thì mua cái này này, rất ok luôn. Đầy đủ chức năng, mình tính năng nào cũng chuẩn luôn nha. Chứ không phải là camera kìm mà đo ôm mới lại đo điện không có đúng nha. Đấy. Rồi, tiếp theo là hai chiếc camera kìm cuối cùng nha các bác. Đấy, hai chiếc này là hai chiếc cao cấp nha. Hai chiếc cao cấp của Hiuki nha, model là 3284 và 3285 nha các bác. Đấy. Cái này cũng còn rất đẹp này. Đó. Đấy. Rồi cái này bao gồm máy này, hộp này và dây nha. Đấy, dây này dây zin Hiuki nha các bác. Này dây zin này. Đó, dây zin Hiuki nha. Rồi. Con này mã số 8 3.8 nha các bác. Đấy, đợt này nó về cái được cái số lượng này nó có giá tốt hơn đấy, nó 3.8 chứ không bình thường như trước là con này nó phải tầm 4 triệu hơn tí cơ. Đấy, đợt này nó về số lượng này nó có giá tốt hơn chút nha các bác. Rồi. Thì cái này là model 3284 nha. Đấy, cái này là thuộc cái dòng cao cấp nha các bác. Đấy, nó có rất nhiều tính năng cao cấp nha. Đấy, các bác có thể vào mạng có search cái model là 3284 và 3285 nha. Đấy, thì các bác search, các bác nghiên cứu nha, chứ em cũng không có biết nhiều lắm về mấy cái này đâu. Em chỉ biết sơ sơ thôi. Thì em chỉ giới thiệu sơ sơ về những cái tính năng của nó thôi, xong em test sơ sơ tính năng thôi. Còn các bác, nếu mà các bác đã mua những cái máy như này là các bác đã gọi là thợ chuyên sâu rồi. Các bác biết hết rồi. Các bác chỉ cần nhìn là các bác biết là những cái tính năng gì rồi. Đó. Thì em không có mua gì của mắt thợ nữa. Đấy, em chỉ test sơ sơ mấy cái tính năng nha các bác. Thì cái này nó có đo ampere AC DC này, đo volt AC DC này. Đấy, rồi đo xem nào, ampere volt. Ờ đó, ampere AC DC. Chủ yếu tính năng của nó chỉ là đo ampere thôi. Ampere AC và DC rồi đo volt này. Đấy, rồi thì các bác nghiên cứu ở trên mạng nha. Em sẽ test sơ mấy tính năng của nó thôi. Còn là máy em bao zin nhá. Máy em bao zin. Khi nào các bác cần mua, các bác cần bảo em tháo ra là em sẽ tháo hết em chụp hình hoặc quay video gửi cho các bác. Nên các bác yên tâm, máy em bao zin. Rồi, em sẽ test tính năng cơ bản của nó nha. Đấy. Tại vì một cái video này nó dài các bác. Em mà cứ làm chi tiết từng thứ một, từ tháo từng cái một thì nó dài lắm. Thành ra là các bác coi nó sẽ chán. Đấy, nó dài lắm. Thì ai có nhu cầu cái nào thì các bác qua bên đó thôi. Các bác cần chi tiết thì em sẽ có video gửi chi tiết cho các bác. Rồi, bật điện ở đây. Đấy, nó có model 3284 ở đây. Đấy. Rồi, em sẽ đo volt nha. Đo volt DC này. Rồi, volt DC này. Còn là 9.7 volt này. Rồi, 9.64 nhá. Ok nhá. Rồi, đo volt AC này. Đấy, AC gắn vào đây. Rồi. 232 volt. Đó, 233 nha. Rồi đây, điện bây giờ nó lên đây đó. Đấy, 232 này. 232, 233 này. Điện em thì nó cũng khoảng yếu ngay chạm này. Đấy, 232 này. Cái này nó vậy luôn nhá. Rồi, ok. Đó, đo điện. Rồi, tính năng đo ampere AC đây. AC ampere các ấn đây nha. Đấy, cái như này nó có cái dấu hiệu gạch và ha. Một cái gạch dài và những cái gạch tước này thì nó là DC nhá. Rồi, còn một cái dấu ngã thì nó là AC nhá các bác. Rồi. Đấy, em test này.
nó nghiêng này nó mới thấy. Rồi các bác chú ý cái em này và em này nha. Cái máy sấy em thì nó khoảng của na, cái này nó tầm 4 điện tử là tầm 4.1 nha, đồ số là tầm 4.1A. Hai nó giống nhau như trang ha, em bật lại nha. Đấy. Rồi ok nha, AC ok nè. Rồi giờ đến DC nha. DC thì vừa lấy giờ lấy cái đồng hồ em test những cái lấy cái ma kiểm test anh em mình kiểm khác nha, đều giống nhau hết nha. Đấy, giờ em test lại luôn. Nó cứ hơn 3, đấy, hơn 3 nha. Rồi, test lại luôn. Rồi sẵn đây em lấy cái này em test luôn nha các bác. Để tí em đỡ phải test cái DC nữa nha. Rồi các bác so sánh ở đây luôn, hai cái luôn. Coi như là test DC hai cái cùng lúc luôn. Rồi lại 285 này. Đấy, test DC. DC ở trên DC này, DC để mà xóa là nhân đây mấy cái này xóa rồi ok cho nó về không. Rồi bật nha các bác, bật này hai cái có một cái gì đó không đúng này. Xóa xóa à, cái này đang để auto. Ô cái này cái hiệu khác nha các bác, auto cái này auto nó có cả ACDC đây, cái này auto nó chỉ có mỗi DC thôi. Em xem nào, AC này đấy, auto ACDC này đấy, nó có mấy cái lắc nha các bác. Đấy này em mới để ý thấy nha. Đó rồi đây em dùng lại này, auto này, auto này là nó auto DC này đấy, auto AC này, rồi auto này nó tự nhận ACDC luôn này đúng không. Để tiếp em test thử coi, em cứ để cái tính năng này trong rồi em đo hai cái coi sao nha các bác. Rồi bật này, bật từ 6 rồi đó, bây giờ thì nó gần giống nhau. Đấy. Rồi tắt bật lại, bật 1 và 2. Rồi bây giờ em sẽ để em test AC luôn nha, cứ để ghi vào em test AC coi sao. Nó chắc là tự nhận AC DC quá. Đấy vậy nha. Đấy coi nó ra cái gì nè. À đúng rồi. Đấy tự nhận ACDC luôn nhé các bác. Đấy mình cho vào cái auto ACDC là tự nhận luôn. Đây, đây nha. Đấy cái máy à. Đấy, nay mình mới để ý thấy á. Mà ngày em chắc không để ý thấy cái đấy đâu các bác. Nay mới để ý thấy nè. Đấy chứ mà ngày em cứ ấn là nó AC, nó cũng auto AC, auto DC nhưng mà không có để ý là nó có cả auto ACDC, tức là tự nó nhận luôn. Tự nó nhận AC và DC luôn. Đây. Đấy, tự nó nhận luôn nha. Đây, auto là AC DC. Đấy, thường ngày thì mình chỉ để ý là đấy, auto đây, auto DC nha, tức là nó nhận cái điện DC từ nhỏ đến lớn. Đấy, rồi auto AC nó cũng từ nhỏ đến lớn này. Còn cái này là auto AC DC luôn. Tức là nó tự nhận cái ampere AC và DC luôn, nó auto hết luôn. Đấy, nó cái này nó rất hiện đại nha. Nó tự nhận được đủ thứ luôn đấy. Rồi ok. Cái này test xong rồi. Xong rồi nha các bác. AC DC, ADC cái này cũng xong rồi nha. Đó cái này rồi em nó điện đầy đủ hết. Cái này 3284 nha các bác, mã số 8 3.8, rồi bao gồm hộp máy và dây. Bác nào không lấy hộp thì trừ em trừ 150 nhá các bác, quý nhá, không lấy cái hộp này trừ 150 nhá. Đấy không lấy hộp trừ 150, tại cái hộp nó ít lắm, nhiều khi máy về máy chỉ về thân máy không có về hộp, tại cái hộp nó cũng ít. Đấy các bác cứ không lấy hộp em trừ 150. Rồi ok. Rồi tiếp theo là chiếc 3285, cái này thì cao cấp hơn kia xíu, nó cũng đắt tiền hơn chút, cái này to hơn. To hơn kia. Đây. Em lấy lại soi cái này to hơn cái 81, cái gọng nó cũng to hơn luôn. Nha, nha. Này. Đấy, gọng cũng to hơn luôn. Nút để được luôn. Này. Cái gọng cũng to hơn luôn. Đó. Ok nha. Rồi. Rồi, cái này. Ô, cái này không có dây này. Cái này nó không có vai đeo. Đó thì cứ có sao bán vậy thôi. Cái này à, cái này 3284, cái này mã số 9 4 triệu. Rồi máy cũng dây zin luôn. Rồi, cái này nó có dây nó mất 50.000 đấy các bác, không có cái quai đeo sau này này. Trừ 50k nhé. Trừ 50k. Đấy, trừ 50 nhá. Nó không có quai đeo. Đây, nó không có quai. Đấy. Rồi.
cái này thì cũng giống cái kia thôi, cũng đo ACDC, đo ampe ACDC cũng giống cái kia. Đấy, nó to hơn, cái bản nó to hơn, 84, 85 nó to hơn. Đó. Giờ em test nha các bác, là tháo. Cái này tháo thì chỉ tháo ít bên ngoài thôi. Trong không tháo được, trong nó dán mấy cái này. Đấy, pin vẫn còn zin của nó luôn. Trong nó có cái dán tem này rồi, không tháo được nữa. Giá là mất zin của nó. Nên em không muốn tháo được gì nữa. Nếu các bác mua các bác chốt rồi thì em mới tháo này. Chứ các bác chưa chốt thì em chưa tháo rồi. Các bác chốt các bác muốn tháo thì em sẽ tháo. Cứ bao zin các bác, không zin thì các bác trả lại nha. Đấy. Rồi, để em test nha. Rồi gạt lên đây. Còn. Rồi, đo điện. Đo vôn. Đấy, đo vôn DC này. Vôn DC. Rồi, 9,66V. Cái vôn nó đúng tại vì cái pin nó xuống rồi. Pin để lâu rồi, 9,7 thì để lâu nó xuống. Thế hai cái nó 9,66. Rồi đo AC. Đấy, AC nha. AC đang là 232V. Hai trăm ba ba này, đấy, 232, 233 này, rồi, ok, rồi, nó vôn vừa cái này test DC rồi nhé các bác, test DC cũng kia rồi, giờ em chỉ test AC thôi nha, rồi AC, đó cái này là auto DC này, auto AC nhá, đấy, AC, đẹp vậy, rồi, cái này là 1.1 thôi, đó, 1.1 thôi. Đấy, 1 cái 2. Ồ, nó lên cao hơn ha. 43 rồi. Đây, 43 này. Chắc cái này nó đo cái đỉnh của xung này. Đấy, nó đo đỉnh của xung nó cao này. Để mà cho nó auto ACDC nhá. Đấy, auto ACDC giống hồi nãy nhá. Để coi nó đo như nào nhá. Này. Bật này. Đó, cái này nó đòn nó bè cao hơn xíu này các bạn. Chắc nó đòn cái đỉnh của xung đó. Đó. Rồi, cái video test đồ báo giá. Đấy, tất cả những cái không một số cái model ăn bài kịp. Hôm nay là 9 cái model ăn bài kịp. Thì các bác nào có nhu cầu mua món nào thì liên hệ em qua số Zalo điện thoại em ghi dưới màn hình nha. Thì mỗi một cái model em đưa lên một cái. Đấy, giả dụ cái model mà em đang test đây mà em bán rồi nhưng mà các bác hỏi mua mà em bán rồi thì em còn cái model khác. Không phải là còn cái model này nhưng mà em chưa lên video thì em sẽ gửi hình cho các bác ok thì là các bác mua đấy, còn là dụ cái này thì nó chỉ lên video chỉ có một cái thôi đấy, còn em còn một hai cái nữa mà em chưa lên video nhá, thì các bác mua cái này mà bán rồi thì sẽ còn một hai cái nữa chưa lên video em sẽ gửi hình cho các bác coi đó, nên là cái đợt này em về nhớ mà kịp lắm nên là các bác mua nó có giá tốt hơn nhá. Rồi, xin chào các bác.